bà Nguyễn Phương Hằng từng nhục mạ danh dự, nhân phẩm của người khác như thế nào? Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, bà Nguyễn Phương Hằng đã réo tên, chửi bới nhiều nghệ sĩ, cá nhân trên sóng livestream nhiều lần. Theo báo cáo điều tra từ Công an thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, tên cũ là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội và Internet để tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan tới đời tư người khác, trong đó sử dụng ngôn từ mang tính chất nhục mạ danh dự, nhân phẩm của người khác. Thời gian qua, bà Hằng là nhân vật gây ra sự chú ý rất lớn trên truyền thông và mạng xã hội, khi bà này từng nhắc đến nhiều cá nhân và hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Hoài Linh, Hồng Vân bằng những từ ngữ khó nghe, thậm chí là chửi bới, cũng như tố cáo một số nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện. Trong một số livestream gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng dùng nhiều từ ngữ phản cảm, tuyên bố cấm cửa giới nghệ sĩ đến khu du lịch Đại Nam. Ban đầu, bà Hằng lên tiếng tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, không chữa trị được bệnh, ngược lại khiến nhiều người chịu cảnh đau đớn, nguy hiểm đến tính mạng. Về sau, bà nhắc đến nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh trong câu chuyện vì cho rằng danh hài không lên tiếng tố cáo ông Yên cùng bà. Sau đó, bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ livestream tố cáo Hoài Linh ngâm số tiền từ thiện 14 tỷ đồng trong đợt kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Không chỉ thế, bà cũng yêu cầu nghệ sĩ Hoài Linh sao kê để minh chứng sự trong sạch của mình. Chưa hết ồn ào về nghệ sĩ Hoài Linh, bà Hằng lại tiếp tục réo tên vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh. Cặp đôi này bị bà Phương Hằng nhắc tới nhiều nhất qua các buổi phát sóng trực tiếp vì cho rằng họ ăn chặn tiền từ thiện. Cụ thể, bà Hằng liên tục nằm mơ nói số tiền Thủy Tiên quyên góp được là hơn 320 tỷ đồng, chứ không phải 177 tỷ đồng như công bố trước đó. Tiếp theo, trong buổi livestream vào tháng 5 năm 2021, nữ doanh nhân bất ngờ tung đoạn ghi âm, ẩn ý nhân vật trong đó là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nói về vụ việc từ thiện của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Bà Phương Hằng cáo buộc đoạn ghi âm là những lời nói thiếu văn hóa của nữ nghệ sĩ hài nổi tiếng này dành cho khán giả, khiến cư dân mạng một phen dậy sóng. Đến một buổi livestream vào tháng 8 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng lại khẳng định đang giữ khoảng 1,9 kg giấy tờ sao kê tài khoản ngân hàng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, với số tiền ca sĩ này nhận từ thiện lên đến 96 tỷ đồng, chứ không phải 1,8 tỷ đồng như Đàm Vĩnh Hưng từng công bố. Thay vì im lặng, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định anh sẽ đưa vụ việc ra ánh sáng bằng pháp luật và không đôi co trên mạng xã hội. Đến hôm 21 tháng Giêng năm 2022, Bộ Công an chính thức kết luận Đàm Vĩnh Hưng và một số nghệ sĩ khác không có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trong công tác kêu gọi tiền từ thiện đợt bão lũ miền Trung năm 2020. Sau khi được minh oan, Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố thuê 7 luật sư để lấy lại uy tín và danh dự cho bản thân. MC Trấn Thành cũng là một trong những người bị bà Phương Hằng gọi tên. Theo đó, bà Phương Hằng cho rằng Trấn Thành mập mờ trong chuyện từ thiện. Bà đặt nghi vấn rằng fanpage của Trấn Thành hơn 18 triệu theo dõi, không thể quyên góp số tiền chỉ 9 tỷ đồng. Bà còn thách đố nếu Trấn Thành sao kê sẽ cho 50 tỷ đồng. Sau khi bà Hằng tố cáo nhiều nghệ sĩ, Di Oanh đã lên tiếng bảo vệ họ nên trở thành mục tiêu tấn công tiếp theo của bà chủ Đại Nam. Bà Hằng liên tục dùng những từ ngữ thiếu văn minh khi nói về Di Oanh và còn cho rằng cô đẻ thuê cho đại gia. Bị xúc phạm, vu khống và liên tiếp bị đe dọa, Di Oanh đã gửi đơn lên các cơ quan công an tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Vào tháng 10 năm 2021, bà chủ Đại Nam bất ngờ tố cáo vợ chồng Thúy Diễm và Lương Thế Thành ăn chặn tiền từ thiện, khiến vợ chồng này bị hàng loạt khán giả công kích trên trang cá nhân. Ngoài các nghệ sĩ kể trên, bà Phương Hằng còn tiếp tục réo tên tố Diệt Hương, Trịnh Kim Chi, nghệ sĩ hài Gia Bảo, MC Đại Nghĩa. Theo dõi vụ việc này, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, những nội dung phát trực tiếp trên mạng xã hội của nữ doanh nhân Phương Hằng thể hiện thái độ thiếu kiềm chế cảm xúc, có những lời lẽ ngôn ngữ không được phù hợp với văn hóa và chuẩn mực đạo đức xã hội. Nhiều thông tin đã được xác định là không có thật, có tính chất xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác, nên việc cơ quan điều tra khởi tố nữ doanh nhân này
vì tội lợi dụng quyền tự do dân chủ là có cơ sở. Ngoài tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ đã bị khởi tố, thì cơ quan điều tra cũng sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng trong thời gian qua, theo nội dung đơn thư tố cáo của nhiều người. Trong đó có các hành vi như vu khống, làm nhục người khác, đưa thông tin trái phép lên mạng Internet. Nếu các hành vi khác cũng thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của các tội danh như tội làm nhục người khác, tội vu khống, tội đưa thông tin trái phép trên mạng Internet, thì cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khởi tố để xử lý đối với bà chủ Đại Nam về nhiều tội danh theo quy định pháp luật. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để kịp thời có những thông tin mới nhất và chính xác nhất gửi đến quý khán thính giả. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe.